Tôi đã từng đi khắp nơi và trải nghiệm những hào quang của cuộc sống. Nhưng có lẽ không nơi đâu khiến tôi rung động như những bến du thuyền. Bến du thuyền Hercules, chốn quy tụ của những siêu du thuyền hạng sang của công quốc Monaco. Đến với nước Mỹ, không thể bỏ qua cảng Miami, tâm điểm của lễ hội và những cuộc chơi xa hoa không ngưng nghỉ. Muốn biết Hồng Kông tráng lệ đến thế nào? Hãy ghé thăm bến cảng Victoria, sầm uất thời thượng. Và tôi đã từng hỏi, khi trở về quê hương, liệu có một nơi như thế? Một bến du thuyền tấp nập, trên bến, dưới thuyền, nơi con người có thể tận hưởng những cung bậc trọn vẹn nhất của cuộc sống. Còn hơn cả Monaco, Mỹ hay Hồng Kông, tại Việt Nam, trong lòng Vịnh Hạ Long, di sản thế giới ngàn năm lưu dấu với mỹ cảnh tự nhiên độc nhất vô nhị. Một thương cảng phồn hoa đã hình thành với ước vọng mang đỉnh cao xa hoa phồn thịnh của thế giới quyện hòa với nét di sản ngàn năm. Bằng khối óc và bàn tay duy mỹ của con người, tinh hoa kiến trúc thế giới đã được chắt lọc công phu tỉ mỉ, tạo nên một điểm đến vượt thời gian, vượt không gian, trở thành một kỳ quan biết nói mang tên tổ hợp Sun Marina, thương cảng phồn hoa, vịnh biển du thuyền. Cách Hà Nội chỉ 2 giờ lái xe, được ưu ái dành chọn vị trí vàng duy nhất tại mặt biển bãi cháy, kế cận công viên vui chơi giải trí Sun World. Tổ hợp Sun Marina sở hữu lợi thế vị trí tuyệt đẹp, tọa sơn hướng vịnh, hưởng trọn tầm nhìn toàn cảnh vịnh Hạ Long, cầu bãi cháy và ngọn hải đăng. Tổ hợp Sun Marina bao gồm tòa tháp đôi biểu tượng Sun Marina Tower và quần thể shop house mặt biển Sun Marina Plaza, là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh hệ sinh thái Sun Group tại Quảng Ninh, kiến tạo điểm sáng trên bản đồ du lịch của giới thượng lưu, xứng tầm viên ngọc du lịch thế giới. Được cách điệu từ hình ảnh lưỡng long triều Nhật, thiết kế của Sun Marina Tower mang trong mình sự giao thoa tinh hoa giữa biểu tượng đậm hơi thở Á Đông cùng với nhịp đập hiện đại thời thượng. Mỗi căn hộ nơi đây như một chiếc du thuyền giữa tầng không, phóng tầm mắt là thu trọn cả biển trời và hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ trên vịnh Hạ Long di sản. Nếu như giới sành sỏi sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn đô la chỉ để đổi lấy một đêm tại những khách sạn 5 sao nhìn ra bến du thuyền, thì chủ nhân căn hộ tại Marina Tower chính là những vị khách chơi trội nhất, có trong tay tấm thẻ du lịch trọn đời tại căn hộ 5 sao. Kỳ nghỉ trọn đời thật sự hoàn hảo tại Sun Marina Tower với danh mục các tiện ích cực phẩm ngay dưới khối đế, cùng với các đại tiện ích của cả hệ sinh thái Sun Group tại bãi cháy, mang đến cho chủ nhân trải nghiệm đỉnh cao, phong vị thượng lưu tròn vẹn, xứng tầm. Là những tấp nập xa hoa mang phong vị thượng lưu của những du khách bước xuống từ những siêu du thuyền vượt quốc gia, ngao du thế giới. Là những xôi động phồn hoa mang sắc màu thời thượng. Là hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ giữa sắc xanh của biển trời hòa quyện. Cứ như vậy, tổ hợp Sun Marina rồi đây sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua của giới thượng lưu, đồng thời là minh chứng cho sự chấp cánh vươn xa của vùng đất vịnh di sản Hạ Long. Là điểm khởi thủy bắt đầu hành trình vươn khơi vạn dặm của những cánh buồm no gió, đầy hãnh tiến và khát khao chinh phục. Tổ hợp Sun Marina, thương cảng phồn hoa, vịnh biển du thuyền.